Sáng nay, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra một số đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ và đảm bảo an ninh an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Sở Chỉ huy phía trước và các đơn vị đang tổ chức canh trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các khu vực vòng ngoài đảm bảo an toàn, an ninh cho đại hội, gồm Đoàn đặc công biệt động 1, binh chủng đặc công, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tiểu đoàn đặc công 18, Tiểu đoàn trinh sát 20, đơn vị thuộc Tổng cục 2, lực lượng công binh, phòng hóa và một số đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của cán bộ chiến sĩ các đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các đơn vị cần tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, sử dụng các trang bị khí tải hiện đại được trang bị, phối hợp cùng các lực lượng khác, dự báo và chủ động xử trí tình huống, đặc biệt là các tình huống phòng chống khủng bố, chống đột nhập đường không, phòng chống cháy nổ, kho tàng doanh trại, dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ, bảo vệ các mục tiêu, cụm mục tiêu được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước.